Hôm nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha do đồng chí Tổng Bí thư Paulo Raimundo làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Lê Hoài Trung hoan nghênh đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha sang thăm Việt Nam. Cảm ơn Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng bạn đã gửi thư chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần và mới đây gửi thư chúc mừng đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Coi đây là những biểu hiện của tình cảm đồng chí anh em và quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimundo bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tới thăm Việt Nam, được chứng kiến những nỗ lực và thành tựu phát triển kinh tế xã hội quan trọng mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Paulo Raimundo khẳng định, trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha coi những thành tựu mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đạt được là thắng lợi chung, là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha và các lực lượng tiến bộ đang đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Trong khuôn khổ của hội đàm, hai bên cũng đã thông báo cho nhau tình hình hai đảng, hai nhà nước, những phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha và một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phiên họp đã thảo luận cho ý kiến về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thảo luận về báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 25 đến nay. Trong những tháng cuối năm 2024 và trong thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị khắc phục hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, tăng cường kiểm soát việc thực thi quyền lực, xử lý nghiêm minh kịp thời các sai phạm tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt quan tâm công tác phòng chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về các báo cáo đề xuất sửa đổi bổ sung các luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc tại các văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8, yêu cầu các bộ ngành cơ quan ưu tiên dành thời gian nguồn lực cho công tác này. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc tại các văn bản quy phạm pháp luật và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8. Yêu cầu các bộ ngành cơ quan ưu tiên dành thời gian nguồn lực cho công tác này, bố trí các cán bộ đủ năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, khen thưởng kỷ luật kịp thời. Về đề xuất xây dựng luật đầu tư công sửa đổi, Thủ tướng nêu rõ việc xây dựng các luật phải dựa trên quan điểm cái gì đã chín đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện luật hóa, không tạo môi trường cơ chế xin cho, không đầu tư dàn trải. Ngân sách đầu tư của Trung ương tập trung cho kết nối vùng, quốc gia, quốc tế. Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương cũng phải theo hướng này, linh hoạt sử dụng các nguồn vốn Trung ương và địa phương. Về các chính sách trong đề nghị xây dựng luật, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xây dựng luật, đặc biệt là nội dung các chính sách, bổ sung các tài liệu liên quan, xác định rõ tiến độ trình luật, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu của Chính phủ, Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học. Về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu. Thủ tướng nhất trí xây dựng, trình ban hành một luật để sửa nhiều luật. Nội dung sửa
phải là những vấn đề cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời kiến tạo cho tương lai, khơi thông tận dụng mọi nguồn lực cho phát triển trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, nhất là khuyến khích được các nhà đầu tư chiến lược có công nghệ cao. Yêu cầu đánh giá kỹ tác động khi sửa các luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục đóng góp ý kiến để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đồng thời xem xét đề xuất sửa đổi thêm một số luật khác có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực hiện chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư và kế hoạch triển khai chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hơn 10 năm qua. Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một điểm sáng và là một trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại về cơ cấu nguồn vốn chưa thực sự hợp lý và bảo đảm tính bền vững. Nguồn vốn ủy thác tại một số tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cùng với đó là chính sách tín dụng với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững đã tạo điều kiện cho nhiều nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước nhưng chưa triệt để. Một số chính sách tín dụng mặc dù có điều chỉnh nâng mức cho vay nhưng việc triển khai còn chậm. Với tinh thần thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin rằng tín dụng chính sách xã hội trở thành một điểm sáng và là một trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 79 ngày 13 tháng 8 năm 2024, chỉ đạo các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả việc thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Để các chính sách mới của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các địa phương về các chính sách mới được quy định trong các luật và các văn bản quy định chi tiết để tổ chức thi hành hiệu quả, đưa các chính sách mới vào thực tiễn cuộc sống, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền được quy định trong luật và các nghị định, quy định chi tiết thi hành luật ở các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2024. Triển khai ngay việc rà soát, công bố và đôn đốc hướng dẫn các địa phương công bố công khai các thủ tục hành chính trên cổng thông tin dịch vụ công của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của bộ ngành địa phương, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để nhân dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài về những đổi mới trong chính sách pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, nhất là về quyền tiếp cận đối với đất đai, nhà ở. Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, bằng 68,6% so với dự toán. Số thu này thể hiện sự tăng trưởng khá của doanh nghiệp và nền kinh tế trong những tháng đầu năm nay. Tháng 7 năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 138.500 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng tổng thu đạt 1.019.000 tỷ đồng, có 14 trên 20 khoản thu sắc thuế đạt khá, trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, thu từ hoạt động sổ số. Với sự hỗ trợ của Chính phủ, những tháng đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã phục hồi và phát triển, đóng góp vào ngân sách nhà nước ngày càng nhiều, như nhóm các doanh nghiệp tư nhân, nhóm các ngân hàng hay nhóm các công ty chứng khoán như Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Ngân hàng Kỹ thương, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra 2 vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân tử vong do lũ cuốn và sạt lở đất.
Tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, một nhóm thanh niên di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn suối Bến Tắm. Khi lũ tràn về, đã khiến hai người và xe bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Còn tại thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, huyện Sông Lô, phần đất đồi phía sau nhà một hộ dân bất ngờ bị sạt lở, ụp xuống, đã làm sập bức tường nhà kho của một gia đình, khiến hai người gồm một phụ nữ và một cháu bé 5 tuổi bị vùi lấp. Trong đó, người phụ nữ đã không qua khỏi. Cháu bé được đưa ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé trai cũng không qua khỏi. Ủy ban Nhân dân huyện Sông Lô đã họp khẩn, thống nhất hỗ trợ người tử vong 25 triệu đồng và người bị thương 5 triệu đồng. Do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm ngày 13 tháng 8, một lượng đất đá đã sạt lở gây ách tắc đường tỉnh 164 An Bình, Lâm Giang tại dốc Khe Măng, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điểm bị sạt lở trên đường tỉnh 164 thuộc km 4+800, chiều dài khoảng 80 mét với khối lượng đất đá khoảng 5.000 mét khối đã gây tắc đường hoàn toàn và khiến một xe đầu kéo mắc kẹt bên trong, chia cắt hoàn toàn đường đi từ trung tâm huyện Văn Yên đi xã Lâm Giang, Lang Thíp. Đơn vị quản lý bảo trì tuyến đường này cho biết hiện đang tập trung 3 máy xúc và 3 ô tô thu dọn tiếp cận đến điểm xe ô tô bị kẹt nhằm kéo xe ra với nỗ lực thông tuyến nhanh nhất. Hiện tại phía trên điểm sạt lở có túi bùn khoảng 100.000 mét khối vẫn đang trôi xuống đường. Nếu trời cứ tiếp tục mưa, việc thông tuyến sẽ không thể hoàn thành trong ngày 14 tháng 8. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn trong ngày 13 tháng 8 đã làm sạt lở 11 điểm tại các tuyến đường xã ở huyện Văn Yên với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 mét khối. Trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trật tự đô thị có dấu hiệu gia tăng trở lại với diễn biến phức tạp gây mất trật tự an toàn giao thông, khiến dư luận nhân dân bức xúc. Trong khi trông chờ những giải pháp căn cơ từ chính quyền sở tại thì lực lượng cảnh sát trật tự vẫn tập trung duy trì công tác kiểm tra xử lý vi phạm, chống tài lấn chiếm. Phố Trần Quốc Toàn, phường Hàng Bài, tuyến phố nhỏ hẹp, hàng loạt ô tô đỗ hàng dài thu hẹp lối đi của tuyến đường. Nhiều đối tượng trưng dụng tự ý đứng ra trông giữ phương tiện và thu tiền. Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện những vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý. Do cái nhu cầu chật chội, nên là tôi cũng đứng ra rồi là tôi trông coi ở đây cho người dân với cả là người đi làm xung quanh đây. Kiểm tra thực tế thì anh đang vi phạm là chiếm dụng lòng đường đô thị dưới từ 5 đến 10 mét vuông là nơi trông giữ xe. Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm chính đối với cái lỗi vi phạm của anh. Xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường. Tuy nhiên, việc kiểm tra xử lý vẫn chỉ là giải pháp phòng ngừa, giải quyết phần ngọn của vấn đề. Là do nhà cửa thì nó hơi chật chội, mình cũng chỉ gọi là bày ra một chút tí vỉa hè để gọi là sinh sống. Nhưng mà thôi thì cán bộ đã nhắc nhở, các bạn ấy nhắc nhở thì mình công dân thì mình chấp hành. Sử dụng hè phố để bày bán hàng hóa nhá. Mức phạt là 2.500.000 đồng. Anh bây giờ anh sẽ tiến hành là biên bản xử lý và sau thời hạn có quyết định anh sẽ hẹn vào biên bản này. Để giải quyết căn cơ được tình hình vi phạm trật tự đô thị, chính quyền phường sở tại cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc giữ gìn mỹ quan đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.